gian lại của trận đấu khó để diễn tả được niềm vui sướng của các vận động viên đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Xin mời các bạn xem lại bàn thắng tuyệt vời của Văn Quyền. Sông Lam Nghệ An chỉ với một động tác bẻ người và cướp. Văn Quyền là người đã làm nên cùng với các đồng đội làm nên chiến thắng lịch sử của Thái Lan, và trong thế này là hết sức nguy hiểm, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đường chuyền của Quốc Vượng, Phan Thế Bình, má ngoài, đánh nhau, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Sự có mặt của Thanh Bình quả là một liều thuốc làm thay đổi phong cách chơi của các cầu thủ Olympic Việt Nam, và với cú vẩy má ngoài chân phải vừa rồi, Thanh Bình đã vào được và tấn công hoàn hảo của cầu thủ Olympic Việt Nam. Được xuất phát từ tiền vệ trụ Quốc Vượng. Khá nhiều thời gian, cầu thủ Olympic Việt Nam mới có được điều mà đáng lẽ ra họ đã có thể. Đã có lỗi của hậu vệ đối phương nhưng rất tiếc là trọng tài đã bỏ qua. Cú sút ra của Quốc Vượng. Quốc Vượng đã mở tỷ số của trận đấu. Chúng ta đã chờ đợi rất lâu bàn thắng này, và không những đó lại là bàn thắng có độ bay như vậy luôn tăng thêm độ nguy hiểm của những cú sút và luôn gây cho công việc của các. Thì Quốc Vượng đã chiến thắng Siem Suri với một cú đá mù lấy má tuyệt vời. Đội đặt bóng là Quốc Vượng, một pha đoạt bóng hợp lệ, đường chuyền phản công hợp lý. Văn Quyền khứa bóng vào, lại là Văn Quyền ghi bàn. Cú đá ở góc hẹp, cú đá ở ngay góc gần của Văn Quyền đã làm tung lưới thủ môn Siem Suri. Trong ở trận đấu, Văn Quyền đã sút một cú sút ở góc gần. Ở tình huống đó thì Siem Suri không gặp khó khăn, Siem Suri đã hoàn toàn bị bất ngờ. Cú đổ người của Siem Suri có thể nói là vô cùng bất lực. 2-0 là một tỷ số rất an toàn, và đây là lần đầu tiên ở SEA Games lần này đội tuyển Olympic Việt Nam có được hơn một bàn thắng trong một trận đấu. Một sai lầm của thủ môn Thế Anh và tỷ số đã bị rút ngắn xuống còn 1-2. Thật khó hiểu cho tình huống vừa rồi của thủ môn Thế Anh. Siem Suri. Chúng ta xem lại tình huống này. Cú phát bóng của Siem Suri. Bóng không chạm ai. Vâng, bàn thắng là của Siem Suri. Một tình huống hy hữu. Siem Suri chính là người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Malaysia ở SEA Games này vào lưới của Campuchia. Đột phá, Quyết, bóng đến, lại là Quyết. Và đó là bàn thắng có thể coi là quyết định. Tỷ số 3-1 và một cổ động viên của đội này giúp cho đội tuyển Việt Nam
Mỹ Đình lại có dịp nóng bỏng hơn sau bàn thắng của Quyền. Phẩm chất ghi bàn thể nói là bẩm sinh của Phạm Văn Quyền đã được phát huy đúng vào thời điểm quan trọng. Thẻ vàng dành cho Lê Văn Trường, thật tiếc cho Lê Văn Trường vì như thế có nghĩa là anh sẽ không thể có mặt trong trận chung kết. Rất nguy hiểm. Tất cả các cầu thủ hậu vệ áo đỏ đã dừng lại trong tình huống vừa rồi một cách hết sức khó hiểu và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho đội tuyển Olympic Malaysia. Các bạn xem lại tình huống để thua của đội tuyển Olympic Việt Nam. Nguy hiểm. Như vậy là tỷ số đã được san bằng 3 đều cho đội tuyển Olympic Malaysia. Liên tiếp những bàn thắng cho cầu thủ Malaysia trong một thế trận có thể nói là rất đáng tiếc cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Khoảng cách hai bàn là ở hiệp 2 là 3 phút. Cú đá phạt của Văn Quyến. Tâm của hai đội đang tranh cướp rất quyết liệt. Nguy hiểm. Người ghi bàn không phải là ai khác chính. Minh Phương. Tài em. Chơi rất tỉnh táo trên tình huống này khi anh trả bóng nhẹ nhàng hợp lý đúng tầm chân của Văn Quyến và cũng là người của Văn Quyến. Thùng lao. Như vậy là đã có bàn thắng cho cầu thủ Thái Lan. Đó là bàn thắng vàng. Phải cảm ơn Riden và cần phải cảm ơn những người đã lo cho đội tuyển bóng đá Olympic ở SEA Games lần này. Bàn thua từ bàn thắng vàng của cầu thủ Thái Lan này thì ông lại đưa đội tuyển Olympic vào trận chung kết và cũng đoạt huy chương bạc. Nhưng có một chiếc vô địch mà bóng đá Việt Nam chờ đợi cũng từ lâu, đó là LG Cup Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Eric cùng đội tuyển Olympic đã đoạt chiếc vô địch.